Em ở tỉnh Vậy nào? thì giờ thêm cũng được, không, em đang rảnh. Em ở tỉnh nào? Dạ em ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi rồi, thầy nhớ rồi. Đọc cho thầy giờ sinh, ngày sinh. Sinh ngày 21 tháng 8 1969. Ngày 21 tháng 8 à? Dạ 1969. Mấy giờ? 11 giờ rưỡi đêm này. Ngày 21 tháng 8 là ngày dương lịch đấy chứ? Dạ đúng rồi, ngày dương lịch. Rồi. Là ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch đúng không? Dạ đúng rồi. Sinh vào nhờ Tý. Bản mệnh là đại dịch thổ. Dạ. Cục là kim tứ cục. Mệnh chủ là văn khúc, thân chủ là thiên đồng. Bản mệnh sinh cục. Ái chà, cô này nghệ sĩ phết đây này. Sĩ này. Đúng rồi. Em không biết là thơ cái gì thầy. Sao văn khúc lại mệnh là sao nghệ sĩ đấy? Có cần thì phải làm thơ đâu, tâm hồn mà lãng mạn cũng là nghệ sĩ rồi. Đúng rồi, tâm hồn nghệ sĩ nhưng mà không biết là không biết làm thơ, sao thích văn... thơ, đọc thơ, mọi người mục đích làm thơ. Không biết làm thơ nhưng đọc thơ vẫn hay. Dạ. Cảm nhận được thơ văn, đấy là sao văn khúc. Cảm nhận được dạ. âm nhạc, không phải ai dạ, cũng... Không phải ai cũng cảm nhận được âm nhạc đâu nhá. Có những người không thích nghe nhạc bởi vì họ không cảm nhận được, họ thấy nó không không có lay động cái gì hết. Nhưng mà em toàn là trong hỏi thơ không mà em đúng. Mà lại đọc ké luôn mà em không có làm đúng. Được câu nào. Đúng rồi, nên em văn khúc tại mệnh nên làm thơ văn rồi nghe thơ rồi nghe hai nhạc là chuẩn rồi. Dạ. Về ngũ hành thì em là bản cục sinh mệnh nhá. Tốt, về ngũ hành tốt. Về âm dương cũng tốt, về âm dương là thuận lý. Mệnh nữ đóng ở cung dương kim lại gặp triệt nó đảo dấu thành âm, tốt nhá. Hay nhưng mà anh nghe xong rồi làm sao anh nhớ thì được được thầy? Thầy ghi âm rồi mà, thầy ghi hình rồi. Thầy ghi giùm em rồi. Thầy sẽ gửi cho nên không cần phải chép lại đâu. Dạ. Ngoài ra nhá, mình là có khả năng tâm linh đấy, có giác quan thứ 6 đấy, nên là hay mơ trước và báo trước những điều lành dữ đến với mình. Dạ. Khi em đến một chỗ nào đấy em nhìn một cái quang cảnh mà em bảo úp mình đã gặp cái này rồi, mình đã đến chỗ này rồi mà sao bây giờ mới thấy, đúng không? Chưa nhập được. Không bao giờ được báo trước cái gì à? Mệnh thiên đồng thiên lương có hồi có lúc có tỉnh thoảng là có báo trước cái điều gì đó là y chang. Đúng rồi. Thôi chứ. Đấy, thầy nói việc đấy đấy. Nghĩa là cái mệnh này á, sao thiên đồng thiên lương thủ mệnh là thường là những người có căn tư có căn và là những người được luôn luôn được báo trước những điều lành dữ đến với mình. Dạ. Đó. Lại hóa khoa. Có lần em nhớ một lần ở trên là lại có lần mà mấy lần sau ít tại cái lần đó ấn tượng nhất là em nhớ có báo trước là mình cứ làm đi không sao. Vì nó sợ lần đó là sợ bà ra lãnh đòn á. Cái không có dám trốn luôn, không dám về, cái xong mà cứ báo thì mà cứ về đi không có việc gì. Thì về y chang như vậy luôn nên là cứ nhớ lần đó tới giờ. Còn nhiều khi thì không có để ý lắm. Rồi. Nhớ nhá. Và em có hóa khoa tại mệnh nên là biết nhiều thứ lắm, cái gì cũng biết. Thiên Việt tại mệnh cũng là người sinh gái này. Thiên Trù tại mệnh cũng là người nấu ăn ngon này, mỗi tội chồng hư lắm, đào hoa lắm. Này này, chồng đào hồng đóng cung chồng đây này chẳng không hư. Thế bây giờ hư rồi, bây giờ có muốn cho về không? Dạ em cũng đang lưỡng lự không biết sao thầy ơi. Thấy ông ngàn bướng không gì về thì em thì chấp nhận cho về mà không thấy về nên lại tiếc sao? 4 năm rồi. Thế à? 3 năm hơn rồi. Đấy, lá số chuẩn lắm, đào hồng đóng cung chồng thì làm sao mà không đi chơi được. Không bỏ nhà ra đi được. Rồi, bây giờ thầy xem đại tiểu vận cho. Cùng cùng con, mình có mấy người con? Dạ hai đứa. Hai nam. Mỗi một đứa nữa. Hai nam. Hai, một nam một nữ, còn bỏ đứa nam. Bỏ đứa nam mà đang mặt thấy mặt rồi mới bỏ đó. Ôi trời, khổ thân thân đó. Tại vì nó sanh yếu rồi, tự nó bị ấy nên nó sanh lại đứa sau là gái. Công việc của em thì rất ổn định bởi vì sao thiên cơ đóng ở đây thì rất an toàn và ổn định này nhá. Về công việc không vấn đề gì. Về cung đất. Thầy ơi, sao giờ công việc em nó chưa rõ ràng thầy ơi, nó làm giống chơi. Thì làm giống chơi thôi, em toàn thế mà.
vì sao thiên hỷ với sao thiên khôi là sao vui vẻ, nằm cùng quan lộc thì làm vất vả làm gì cho nó khổ. Cho thuê nhà lấy tiền được rồi. Nhưng mà nhớ này, là cái đất em ở là có cốt đấy nha. Không tốt hả thầy? Có cốt đấy, có người chết ở chôn ở dưới á. Dạ. Đây này nha. Làm phía sau khu đất em á. Đúng rồi. Hay là trong khu nhà này ở thầy? Trong khu nhà, trong khuôn viên nhà mình nhá. Vậy thầy. Nên là đấy là lý do tại sao ông chồng cũng đi không muốn về là thế đấy. Thì có thích nhà cũng đâu biết được tài đất, nhưng hồi xưa ông bà cho thì cũng không biết. Từ đời xưa rồi. Từ lâu đời đã như thế rồi. Đó. Mà không biết tới nên họ, nên là họ làm cho gia đạo suy vong. Có nghĩa là chồng, vợ, chồng là không muốn ở nhà, chỉ thích đi ra ngoài chơi thôi. Hư. Đấy là em nha, nhớ nha. Bây giờ mà giải được cung đất đi thì ông sẽ về. Mà càng mình cách giải sao hay hả? Giải được cung đất để thì phải cúng lễ để khóa cốt giải vong ở đây đi. Cái đó em tự cúng hay là sao thầy? Trời ơi, khóa cốt ở Việt Nam này mấy người làm được? Em biết nên em biết hỏi. Vậy là mình phải gửi nhờ thầy. Thầy với thầy giỡn vào đó thì thầy giải cho mẹ cho em được không? Được. Cái phí nó như thế nào thầy? Sao thầy coi xong đi rồi thầy nói mẹ thử xem có khả năng em có làm được. Tại hiện tại giờ là tiền bạc má anh thuê nhà trọ thật nhọc lấy giữ trơn mà không giữ thêm đi hết. Em giờ giống như người ở trong nhà mà không có được quyền chứ. Không chấp đuổi em đi ra nữa đó. Nhưng mà đuổi được không? Thôi rồi, rồi thầy sẽ hướng dẫn cách nhá. Bây giờ con của mình sau này nó cũng xa mình lắm đấy nhá. Hai đứa luôn hả thầy? Số xa con. Chúng nó tài đấy, chúng nó học tốt đấy, nhưng mà sau này đúng xa rồi. Chúng nó đi xa hết. Không ở gần thế nào hết. Còn cung tài bạch của em thì nó gặp cái sao phục binh ấy, nên là hay bị ăn chặn ăn bớt tiền, hay bị nẫng mất tay trên tiền là đúng rồi. Thái âm hãm đã ít tiền rồi lại còn bị phục binh ở đây là hay bị nẫng mất tiền. Rồi hóa kỵ đóng cung tài bạch là vì tiền mà. Trong ta không trả nhiều lắm vậy. Đúng rồi, cung tài bạch có hóa kỵ ở đây nên là hay bị lừa. Đó, sức khỏe thì tương đối tốt nhưng mà cẩn thận, dạ dày là một, nóng trong người là hai. Cung nô bộc tốt nhưng mà dễ bị lừa tiền. Quan lộc thì cơ bản thiên cơ là ổn định. Bây giờ nhá, để cải mệnh cho em tốt ấy thì em phải giải ngay đất vong cốt, hóa cốt và giải vong ngay từ đất đi nhá, thì mọi việc trong gia đình nó hòa thuận ngay. Chồng sẽ cũng không đi gái gú nữa này, đào hoa nữa này, rồi sẽ tự nhiên cái sao cung tài bạch của mình nó không bị phục binh hóa kỵ nữa, nó tốt. Rồi, em là người bị tác động âm nhiều nhất đấy, ở cái đất đấy. Nhưng không được yên. Hóa giải đi cái yên ngay. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cách hóa giải nhá. Mình có dùng điện thoại iPhone không? Dạ có. Đó. Có Samsung. Samsung à? Rồi dạ. Nhá, có dùng Facebook không? Dạ có. Rồi, thì sau thầy sẽ khi thầy rảnh thầy sẽ gọi điện sang Facebook bằng quay hình trực tiếp ấy nhá, FaceTime ấy. Dạ. Đấy, sau đấy là mình phải có một người nữa ngồi bên cạnh để cầm điện thoại để thầy điều khiển. Dạ. Sau đấy là thầy sẽ mời. Để hôm nào thì em có người bạn rảnh xong rồi mới nhờ được, chị thân thiết mới nhờ được. Chứ đúng rồi. Đúng rồi, xong rồi quay điện thoại vào phía mình, thầy sẽ mời cái vong nó nhập lên. Các vong ở đất nhập lên. Rồi thầy sẽ đàm phán với họ cho và thầy siêu thoát cho họ, thế là xong. Sợ mày. Sợ gì? Ta vào được mình lần nữa, ta vào hoài sao? Không, thầy xong thầy siêu thoát cho họ chứ. Dạ. Yeah. Yên tâm, thầy gọi hồn lành nghề rồi. Thầy nhưng mà để mình lễ gì có tiền như thế nào thầy hả?
Được rồi, thầy sẽ đầu tiên thầy sẽ mời lên, thầy sẽ đàm phán với họ cho. Họ cần tiền hay cần quần áo, cần gì đấy thì cái đó là mua đọc để đọc không nói còn cái công ơn này. À, thôi, thầy sẽ giúp mà nhá. Thầy giúp cho hai vợ chồng quay về với nhau là thầy thấy happy lắm rồi. Rồi, lúc đó thì thầy sao? Tại vì họ chưa lại nắm, nói chung lại nắm gia đình, lại nắm tiền bạc hết. Cái từ 3 năm nay là không biết là có bị cái việc gì không, lúc mà quen với cái người phụ nữ kia kìa, không biết có việc gì không. Mà đi tới bây giờ là dành tiền giữ lại hết, em cũng tự gái giao hết lại. Thì 3 năm nay em sống lây lất, nói chung bây giờ ơn trên độ ha. Thì em sống lây lất bằng cái nghề của em hồi xưa, em đang làm trong công ty cũng nhiều tiền á. Cái bác nghỉ nhà sau này em mới mai lại. Thì mai lại tháng giờ nói chung đủ ăn đó nè. Rồi nhá, bây giờ thầy xem thầy biết lý do tại sao nó khúc mắc thế rồi. Rồi dạ. Kiếm bạn đi, rồi thầy sẽ gọi FaceTime, rồi thầy sẽ mời Vong Linh lên, thầy đàm phán để siêu thoát cho họ nhá. Rồi, còn cái công việc là tương lai, rồi số sắp là sau này của em sao? Thầy thấy thầy lại nói người ta nhiều lắm mà. Công việc tương lai của em thì rất là tốt, bởi vì đại vận 44 trở ra của em tương đối ổn, và 54 tuổi trở ra còn tốt nữa. Về hậu vận em rất tốt, yên tâm, vì cục sinh bản mệnh sinh cục mà. Em sinh ra thuận âm dương, thuận ngũ hành, đại vận tốt, càng ngày càng tốt, nên là càng ngày càng số càng tốt nhá. Năm nay là cái năm 2 năm vừa rồi á là nó xấu, bởi vì nó rơi vào cái sao năm 44 45 năm 46 tuổi là năm ngoái, cực xấu bởi vì liêm trinh phá quân tham lang hãm, nghĩa là năm phá sản của mình. Đấy, tình duyên cũng không đâu với đâu. Năm nay rơi vào cung chồng đào hoa, nghĩa là ông đấy cũng không ở nhà theo cô khác. Sang năm là qua quả tú, là cái sao cô quả thợ dẫn là cũng rất xấu. Nhưng bắt đầu từ năm tiếp theo nữa thì ổn. 2018 bắt ra rất ổn nhá. 2019 cũng tốt. 2020 thì nhà có tang, bố mẹ. 2021 lại tiếp tục có tang. 2022 là công việc lại có sự thay đổi, chuyển biến tốt. 2023 bắt đầu trở ra rất tốt, mọi thứ ổn định vô cùng. Là em với ông xã có người thì nói, có người thì báo em là ông không đi cũng có về, hai đứa là sẽ chia tay luôn. Em cũng nếu mà đấy là nếu mình chưa hóa giải, còn mình hóa giải cải mệnh nó đi thì ông sẽ về và sẽ để ở lại với mình nhá, yên tâm đi. Dạ, không có việc gì hết. Rồi đó. Vậy là bây giờ mới chờ có về tương lai là... về tương lai rồi, về tương lai thầy nói rồi nhá, tương lai hậu vận của em rất tốt. Được chưa? Hai đứa con thì xa mình hết. Nhưng mà công việc là mang của thằng thằng con em năm 91. Em xem cho đứa nào thì phải gửi lá số cho thầy đứa đấy, thầy sẽ coi cụ thể cho nó nhá. Là sao thầy? Nghĩa là muốn xem thằng con nào tốt hay xấu thì gửi lá số của nó, thầy xem cho từng đứa một. Trong lá số này nó chỉ nhìn thấy là sau này nó xa mình thôi, học tập tốt. Chúng nó giỏi, chúng nó có quyền lực, chúng nó sống thọ. Thế còn cụ thể dạ. Từng thằng một làm nghề gì như thế nào thì phải xem trong lá số tử vi từng đứa một nhá. Dạ. Vậy thì em có người bạn á. Ừ. Mà muốn xem thì nãy em quên hỏi thầy để em gửi cái máy để thầy xem trên người đó luôn. Ừ. Bây giờ thì đâu xem được thầy. Được rồi, thì gửi sau, thầy xem sau cho. Bây giờ thầy cũng phải đi đến 12 rưỡi rồi. Thầy phải nghỉ đây. Dạ. Dạ. Rồi, thầy sẽ làm video thầy gửi cho nhá. Dạ. Rồi, xin chào nhá. Dạ.